Linh và Trà My rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Sự Lựa Chọn Thông Minh được phát sóng vào lúc 21:50 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ cung cấp cho quý vị những kiến thức thật là bổ ích thông qua cuộc trò chuyện hấp dẫn cùng với chuyên gia. Mở đầu chương trình hôm nay, Trúc Linh xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Tư vấn tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, các loại thực phẩm có màu sắc khác nhau thường đem lại các giá trị dinh dưỡng khác nhau, ví dụ như màu đỏ, màu xanh hoặc là màu vàng. Vậy thì ngày hôm nay để tìm hiểu rõ hơn về các loại thực phẩm này, Kim Yến xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Thị Yến Thủy đến từ Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Dạ, xin chào bác sĩ. Chào Kim Yến, xin kính chào quý vị khán giả. Dạ, thưa bác sĩ có thể cho Kim Yến được biết hiện nay có những nhóm màu thực phẩm chính nào không ạ? Có rất là nhiều các loại thực phẩm trong tự nhiên ha, thì nó có nhiều màu sắc khác nhau và mỗi màu sắc thì nó phản ánh lên là cái chất dinh dưỡng hoặc một số những cái chất ở trong cái thực phẩm đó, nó đặc trưng là nó tạo nên một cái màu sắc đặc biệt cho những cái sản phẩm. Mình thấy là có rất là nhiều màu khác nhau đúng không? Thì nói màu xanh nó chất rất nhiều màu xanh khác nhau, màu xanh lá cây thôi mà cũng có màu xanh lá cây đậm, xanh trung bình, xanh lợn vân vân, thì nó cũng phản ánh cái hàm lượng chất dinh dưỡng nằm trong đó. Và có thể tạm nhóm thành khoảng cỡ 5 nhóm thực phẩm khác nhau, những cái màu sắc khác nhau. Chẳng hạn mình thấy là thực phẩm màu xanh lá ha, những cái loại rau, rau lá xanh, rau muống, rau lan, rau về nó ngót vân vân phải không ạ? Rồi những cái loại mà màu vàng cam là nhóm thứ hai. Màu vàng cam mình có thể thấy đại diện như là gấc nè, hay bí đỏ, hay là cà rốt, hay là xoài chín vân vân. Nhóm thứ ba là nhóm màu tím hoặc màu đen. Nhóm màu trắng. Rồi một nhóm màu đỏ nữa. Dạ, vậy thì khi chúng ta kết hợp các loại thực phẩm này với nhau thì chúng ta sẽ đem lại được những lợi ích như thế nào ạ? Rõ ràng là cơ thể chúng ta cần rất là nhiều các loại thực phẩm, các chất dinh dưỡng khác nhau để chúng ta có thể mà có một cái cơ thể khỏe mạnh, hoạt động được tốt, phát triển hoàn chỉnh. Thì một cái nguyên tắc dinh dưỡng là cơ bản của dinh dưỡng hợp lý, cái là dinh dưỡng làm sao mà cho khỏe mà đẹp nhất là chúng ta kết hợp đa dạng nhiều loại thực phẩm khác nhau. Thì mình biết là mỗi loại thực phẩm có những chất dinh dưỡng khác nhau, cho nên nó có những cái thể hiện màu sắc tự nhiên khác nhau đó. Và mình phối hợp được nhiều, càng nhiều loại thực phẩm khác nhau thì như vậy cái bữa ăn mình càng đa dạng phong phú, càng nhận được nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Và khi mình ăn càng nhiều màu sắc và nhiều đa dạng như vậy thì mình sẽ không có sợ thiếu những cái dinh dưỡng. Và tất nhiên mình một lúc mình cũng không thể ăn quá nhiều một cái loại nào đó, thì như vậy mình cũng không sợ quá dư thừa một cái loại nào. Cho nên nguyên tắc dinh dưỡng hợp lý là mình ăn đa dạng, nhiều loại thực phẩm khác nhau. Và như vậy nếu mà mình nhìn một cái bữa ăn mà có những nhiều loại thực phẩm mà có nhiều màu sắc khác nhau, thì như vậy là mình biết chắc chắn là không chỉ ngon miệng mà chắc chắn là chất dinh dưỡng rất là đầy đủ. Dạ, như bác sĩ cũng vừa chia sẻ, các loại thực phẩm có màu sắc khác nhau thì sẽ đem lại những hàm lượng dinh dưỡng khác nhau. Vậy thì đối với các loại thực phẩm màu đỏ thì không biết là sẽ có những lợi ích gì vậy bác sĩ? Những cái thực phẩm, đặc biệt là những cái rau củ quả mà có màu đỏ như là cà chua vân vân, thì mình thấy là cái màu đỏ của lycopene trong cà chua, thì lycopene là một cái chất chống oxy hóa rất là tốt. Cho nên là nếu mà sử dụng nhiều những cái thực phẩm màu đỏ này thì nó sẽ cung cấp một cái hàm lượng chất chống oxy hóa cho cơ thể. Như vậy thì nếu mình sử dụng nhiều những cái thực phẩm màu đỏ như cà chua chẳng hạn, nhiều lycopene thì sẽ giúp cho mình chống oxy hóa, có nghĩa là mình chống lão hóa, mình lâu già hơn, da mình sẽ đẹp hơn đúng không, sẽ non mẩn hơn. Và mình sẽ phòng chống được những cái bệnh do thoái hóa mạch máu, chẳng hạn như là sơ mỡ động mạch, hay là bệnh tim mạch, hay là đái tháo đường vân vân. Những cái thực phẩm màu đỏ khác mà nguồn gốc động vật như là thịt đỏ hay cá đỏ vân vân, hay gan, huyết thì có rất nhiều chất sắt để mà tạo máu cho cơ thể của mình. Cho nên là đây là một cái nguồn dinh dưỡng quan trọng mà chúng ta cần phải ăn thường xuyên trong bữa hàng ngày. Dạ, vậy còn đối với các loại thực phẩm màu vàng cam thì Kim Yến được biết các loại thực phẩm này đem lại rất nhiều các chất dinh dưỡng. Bác sĩ có thể cho Kim Yến cũng như quý vị khán giả hiểu rõ hơn về các loại thực phẩm này không ạ? Màu vàng cam là một cái màu rất là đẹp và nó chứa cả rất là nhiều các loại chất dinh dưỡng khác nhau. Nó có nhóm alpha carotene, rồi beta carotene, rồi một số những cái chất dinh dưỡng khác. Và với cái nhóm beta carotene thì đây là một cái chất gọi là tiền vitamin A. Có nghĩa là khi mình đưa vào cơ thể
thì nó sẽ chuyển thành vitamin A cho cơ thể. Mà vitamin A là vitamin và nó là quan trọng bậc nhất cho cơ thể của mình, cho vấn đề mà tăng trưởng, phát triển cơ thể, rồi tạo nên một cái kháng thể cho làn da của mình, cho niêm mạc của mình để phòng chống bệnh tật, rồi tạo nên một cái sự toàn vẹn của da và niêm mạc để cho mình có làn da đẹp ha, có được cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Vitamin A thì cũng cần thiết cho mắt của mình nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng mà bị thiếu, bị hơi lờ mờ. Và một số nghiên cứu gần đây thì vitamin A còn giúp cho mình chống ung thư nữa. Cho nên beta carotene hay cái nhóm vàng cam này rất là quan trọng. Ngoài ra thì alpha carotene và một số chất chống oxy hóa khác thì nó cũng có tác dụng giúp cho mình giảm cái hư hại cho những cái ion hóa trong cơ thể của mình sinh ra hoặc là do tác hại của môi trường bên ngoài. Dạ, như bác sĩ cũng vừa chia sẻ, các loại thực phẩm màu vàng cam thì có thể giúp cho chúng ta chống ung thư. Tuy nhiên, theo Kim Yến tìm hiểu thì các loại thực phẩm màu xanh, ví dụ như là các loại rau thì cũng có chức năng đó, thì không biết có đúng không ạ? Đúng rồi, những cái loại rau mà lá càng màu xanh đậm chứng tỏ nó chứa càng nhiều cái chất beta carotene, thì đây cũng là tiền chất vitamin A và đây cũng là những chất chống oxy hóa rất là tốt. Cho nên là rau xanh là một cái thực phẩm phải nói là rất tốt cho sức khỏe, không chỉ phòng chống táo bón, giảm mụn nhọt cho cơ thể mà còn giúp cho mình chống oxy hóa và giúp cho mình chống lão hóa. Dạ, còn với một loại thực phẩm mà có lẽ là Kim Yến rất thích, đó chính là các loại thực phẩm màu tím. Nghe thì có vẻ là không phổ biến như các loại thực phẩm kia, nhưng không biết là hàm lượng dinh dưỡng chúng mang lại có khác gì không ạ? Màu đen hay là màu tím đậm thì nó phản ánh lên là những cái thực phẩm này nó sẽ chứa nhiều một số những cái chất như là cái quercetin, và đây là một chất chống oxy hóa. Đồng thời mình biết là quercetin thì nó cũng có nhiều tác dụng trong phòng chống bảo vệ bệnh tật đang được nghiên cứu. Mình thấy là những cái loại như là những cà tím nè, hay là những cái loại nho tím vân vân, nho đen đó, thì chứa nhiều những cái chất quercetin này thì nó cũng rất tốt cho sức khỏe. Dạ, thưa bác sĩ, có một loại thực phẩm mà Kim Yến rất thích, đó chính là củ cải trắng. Vậy thì Kim Yến không biết là khi chúng ta sử dụng các loại thực phẩm nhóm màu trắng thì chúng sẽ đem lại lợi ích gì cho cơ thể của chúng ta vậy bác sĩ? Và bật mí cho Kim Yến một cái sản phẩm màu trắng mà rất tốt cho sức khỏe, đó là tỏi. Tại vì trong tỏi chứa nhiều acylin, là một cái chất kháng viêm và kháng vi khuẩn, kháng virus. Có nghĩa là nếu mình sử dụng nhiều những thực phẩm màu trắng thì mình sẽ giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, và đồng thời nó cũng có tính chống oxy hóa nữa. Cho nên là mình sử dụng thường xuyên những thực phẩm màu trắng thì cũng đem lại những chất dinh dưỡng nhất định cho cơ thể của mình. Dạ, thưa bác sĩ, theo Kim Yến thấy có một số người hiện nay họ thường lựa chọn thực phẩm theo sở thích của mình. Ví dụ là họ thường ăn các loại thức ăn có nhiều đạm như thịt mà bỏ quên các loại rau, thì không biết là điều này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Rõ ràng là trong dinh dưỡng á, thì một cái nguyên tắc thứ hai nữa là cần phải cân đối. Nếu mình ăn quá nhiều một loại thực phẩm nào đó thì mình sẽ có nguy cơ là dư thừa những cái chất dinh dưỡng trong thực phẩm đó. Và như vậy mình ăn thực phẩm này no rồi, mình đâu có ăn thực phẩm khác, mình không có cơ hội ăn thực phẩm khác, thì như vậy mình lại thiếu những chất dinh dưỡng khác. Vì vậy mà nếu mà mình ăn uống không cân đối, không đa dạng, không thay đổi món, thì như vậy là cái nguy cơ thừa và thiếu có thể xảy ra. Và khi mà mất cân đối trong dinh dưỡng thì trong cơ thể của mình sẽ có một cái hệ thống gọi là chuyển hóa. Họ cố gắng là chuyển những chất thừa thành những chất thiếu để cơ thể mình sử dụng. Tuy nhiên nếu mình bắt cơ thể mình làm những cái chuyện trái khuấy hoài như vậy thì kéo dài, lâu dài sẽ dẫn đến những cái bất lợi cho sức khỏe, những cái rối loạn và chuyển hóa trong cơ thể. Và chắc chắn là cơ thể mình cũng không thể mà có được cái sự hoạt động tốt. Chẳng hạn như là mình ăn nhiều thịt, dù là thịt nạc mình biết là vẫn có mỡ, thì cái nguy cơ tăng cholesterol máu có thể xảy ra. Mà mình ăn thiếu rau như vậy thì cái nguy cơ bị táo bón có thể xảy ra, kéo dài có thể dẫn đến ung thư ruột già. Như vậy thì vừa sức khỏe, vừa sắc đẹp của cơ thể, vừa sức khỏe của cơ thể đều có thể bị ảnh hưởng khi mình có chế độ ăn không có cân đối. Dạ, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi, và Kim Yến mong rằng sau chương trình ngày hôm nay, quý vị khán giả của chúng ta sẽ có thêm thật nhiều kiến thức trong việc lựa chọn cũng như sử dụng các loại thực phẩm có màu tự nhiên. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn Kim Yến. Chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Tiếp theo sẽ là chuyên mục Giờ vàng giá rẻ, và sản phẩm nào sẽ có giá cực sốc ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Bộ sản phẩm quà tặng được chiết xuất từ thốt nốt là sản phẩm ưu đãi được bán với giá chỉ 5.000 đồng trong chuyên mục Giờ vàng giá rẻ ngày hôm nay.
Quý khán giả nào gọi điện thoại nhanh nhất về số hotline của chương trình trong vòng 30 phút kể từ khi phát sóng thì sẽ có cơ hội mua sản phẩm này với giá cực kỳ hấp dẫn. Lưu ý, chỉ duy nhất một vị khán giả đầu tiên gọi về cho chương trình thôi quý vị nhé. Hotline 0903 606 855. Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Sự Lựa Chọn Thông Minh ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:50 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mến chào tạm biệt.